Thưa quý vị và các bạn, tiếng hát làm đẹp cho đời và mang đến cho tâm hồn tình yêu con người và cuộc sống. Đã có một tiếng hát ra đời trong khói lửa đạn bom của một thời cả nước và Bình Trị Thiên kiên cường đánh Mỹ. Đã có một tiếng hát trong trẻo cất lên khi khói đạn vừa tan và cờ đỏ phất cao trên quê hương Quảng Trị giải phóng. Những tiếng hát đó giờ đây đang bay đôi trong thanh âm hạnh phúc. Tiếng hát của vợ chồng nghệ sĩ Công Bằng Lê Nga. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, những ngày đầu Quảng Trị mới giải phóng, khi mảnh đất này còn ngổn ngang bom đạn, thì tiếng hát của ca sĩ Công Bằng đã vang lên hào phóng và tha thiết. Tiếng hát ấy bây giờ trong tôi như vẫn còn vang vọng. Hướng về Nam, ai từng vô sông hương, từng nương thiên hồ, từng hồ đập đá văn xa trôi non. Cùng Bình Trị Thiên đứng lên tha nguyện giết loài làm soi. Cầm thù đây phải giết hết loài phung tàn, phải quét hết ta thế lên giữ lấy đường đầu. Đây cứ nằm kia câu nhi, này ba lòng kia xa xanh, đây bao nơi chôn thầy quân thù. Bình Trị Thiên đây lo tranh đấu, trời lòng đất nước khi xưa. Đồng bào ơi cùng Bình Trị Thiên đứng lên, giết quân tham tàn xeo dày thôn xóm. Không ngừng tay quyết chiến đấu, dù gian khổ quyết sống tới, tay chúng ta giữ vững quê nhà. Cho đàn em cất tiếng hát, cho cánh đồng lúa bát ngát, cho nơi nơi yên vui tràn hòa. Bình Trị Thiên ơi niềm
Vậy mà mới đó đã hơn 25 năm rồi, mái tóc của người ca sĩ đã dần điểm bạc. Gặp anh ngổn ngang bao tâm sự vui buồn. Trong mái nhà của anh, bến bãi cuối con thuyền đời anh, bây giờ còn có Lê Nga, vợ anh, một ca sĩ nổi danh đất Đông Hà, Quảng Trị, người đã và đang cùng anh bay đôi qua khói sương thời cuộc, cùng nhau đem tiếng hát cho mọi người, cho cuộc đời. Chưa hề nói có chung cội nguồn, em ơi khi ta gần nhau yêu thương tràn đầy thác đổ, con sông dạt dào sóng vỗ miên man. Em ơi xuân này lại tới, xuân không hề nói chỉ trao nụ hồng. Em ơi khi ta gần nhau yêu thương tràn đầy sông vỗ, bao nhiêu là ngày để nhớ để thương. Mùa xuân đến nhắc ta những ngày trên công trường rực nắng mưa, mùa xuân đến nhắc ta những điều mà ta chưa nói ra, mùa xuân đến nhắc ta những ngày trên con đường phố quen, mà hôm nay bước trên phố này dường như nghe tiếng trái tim cùng hát ca. Con sông dòng suối tuy chưa hề nói có chung cội nguồn, em ơi khi ta gần nhau yêu thương tràn đầy thác đổ, con sông dạt dào sóng vỗ miên man. Em ơi xuân này lại tới, xuân không hề nói chỉ trao nụ hồng. Em ơi khi ta gần nhau yêu thương tràn đầy sông vỗ, bao nhiêu là ngày để nhớ để thương. Mùa xuân đến nhắc ta những ngày trên công trường rực nắng mưa, mùa xuân đến nhắc ta những điều mà ta chưa nói ra, mùa xuân đến nhắc ta những ngày trên con đường phố quen, mà hôm nay bước trên phố này dường như nghe tiếng trái tim cùng hát ca, dường như nghe tiếng trái tim cùng hát ca, dường như nghe tiếng trái tim cùng hát ca. Tôi biết Công Bằng từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Công Bằng lúc bấy giờ là một diễn viên đơn ca chính của đoàn tuyên truyền văn hóa tỉnh đội Quảng Bình. Tôi thì ở cái đội tuyên truyền văn hóa của Bộ Tư lệnh Bình Định. Chúng tôi biết nhau cả cái mùa hồi diễn của cái quân khu 4. Công Bằng lúc bấy giờ là cái người đơn ca chính
đồng thời lại là một cái diễn viên trụ lực trong toàn bộ cái chương trình của cái đội tuyên truyền văn hóa Quảng Bình. Anh không những hát, anh còn đóng kịch. Và tôi nhớ có những cái vở kịch mà Công Bằng diễn khá duyên dáng, mặc dù về sau này thì gần như thiên hướng ca hát là thiên hướng chủ đạo của Công Bằng. Ngay từ những năm đầu khi anh còn là trai trẻ thì giọng hát của anh có thể nói là một trong những cái giọng hát hay của lực lượng văn nghệ tuyến lửa quân khu 4. Chúng tôi không những chỉ tham gia hội diễn, chúng tôi còn gặp nhau trên các cái đợt phục vụ, nhất là những cái chuyến phục vụ cho Bộ Tư lệnh B5 lúc bấy giờ cũng đóng ở miền Tây Quảng Bình, Vĩnh Linh. Và cái hoạt động của các cái đội tuyên truyền văn hóa của các lực lượng vũ trang tỉnh đồi lúc bấy giờ chính là xuất phát điểm cho cái câu mà về sau này người ta vẫn nói là tiếng hát hát tiếng bom. Bằng đi một thời gian thì anh về làm việc ở đoàn ca múa Bình Trị Thiên lúc bấy giờ. Tôi cũng có dịp vào công tác dàn dựng chương trình cho đoàn ca múa Bình Trị Thiên và tôi đã gặp lại Công Bằng. Cái rất may, có thể nói là rất là duyên cho Quảng Trị, là chính từ khi tỉnh nhà lập lại thì Công Bằng đã trở về với Quảng Trị và là một trong những người tham gia ngay từ đầu lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh nhà từ bấy đến nay. Về mặt biểu diễn nghệ thuật thì tuy bây giờ anh không phải là cái người trực tiếp hoạt động thường xuyên trên sàn diễn, nhưng mà những cái khi cần thiết nhất thì Công Bằng xuất hiện, và với một cái giọng hát nam cao, Công Bằng luôn luôn dành được những cái cảm tình lớn cho khán giả. Riêng về anh Công Bằng, tôi xin muốn nói thêm là đây là một người lính trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Không có một cái nhiệm vụ nào mà anh từ chối, không có một cái trận địa nào, không có một cái điểm diễn nào, dù đó là đối tượng khán giả như thế nào, anh đều phục vụ một cách nhiệt tình, một cách say sưa. Mặc dù năm nay Công Bằng đã lớn tuổi, cái tuổi mà nếu ở một cái cương vị hoạt động nghệ thuật, nhất là ca hát, thì thường người ta cũng đã không còn hoạt động nghề nghiệp được. Thì các bạn sẽ thấy là Công Bằng vẫn rất say sưa nhiệt tình, và thực ra tiếng hát Công Bằng vẫn đang còn rất hay. Tôi nghĩ là anh Công Bằng đã để lại cho cái truyền thống văn hóa văn nghệ trên mảnh đất Quảng Trị này đóng góp cái phần của mình vào cái truyền thống nghệ thuật, truyền thống phục vụ của những chiến sĩ văn nghệ. Ngoài ra anh còn để lại cho những cái lớp diễn viên về sau một cái tấm gương lao động nghệ thuật hăng say, một cái thái độ phục vụ hết mình, một con người thủy chung và đam mê với nghề nghiệp không bao giờ dứt, không có tuổi tác hoặc không kể bất kỳ một cái cương vị nào. Công Bằng thật sự là một cái tấm gương rất đáng cho để những cái thế hệ diễn viên về sau học tập và theo đuổi. Công Bằng vào văn công năm 17 tuổi, đó là một tiếng hát âm vang giữa bốn bề bom rội. Ngày ấy, gian khổ hy sinh mà biết mấy tự hào, đoàn văn công Quảng Bình của anh đến với đoàn 559 Anh Hùng biểu diễn dọc Trường Sơn, đường 9. Bao nhiêu tâm lực anh đều dành cho tiếng hát, cho chiến trường, đồng bào, đồng chí. Có một thời như thế chói chang trong đời anh. Bây giờ ngồi bên những đồng đội năm xưa, nhớ lại kỷ niệm mà trái tim anh cứ nghẹn ngào xúc động. Cho tôi nghe nằm lại
giữa rừng. Bạn bè đưa anh lúc chiều buông hoa hôn tím đỏ cuối trời. Đắp mộ anh xong nhìn lên ven lía thấy đàn xót xa thương người lính trẻ. Tôi nghe tiếng đàn vọng giữa rừng xa. Mà nơi dù nơi rừng xa, tuổi thanh xuân với lời ca. Lòng tôi nhói buốt, ôi đẹp nhất đời xanh tuổi trẻ. Bạn bè bao đứa không về, nằm đây mãi tôi đôi người. Tôi chờ thấy bao la khung trời rộng, trong rộn ràng hào phóng tiếng. Trường Sơn chiều nay còn có Lê Nga, người bạn đời chung thủy của anh. Hình như sự đồng điệu giữa hai tâm hồn đang hòa quyện vào đất trời cây cỏ nên giai điệu vang lên là cả một nỗi niềm.
chiều Trường Sơn tôi đến thăm anh. Tường đài cao hùng vĩ trên đồi xanh. Anh nằm đó chiều mây trời lộng gió, chim vẫn ca, suối vẫn hiên hòa, gió nhẹ lâng lâng yên giấc ngủ chiều. Chiều Trường Sơn, chiều lặng nghe sông nước yêu thương, từng hàng cây và rừng cây tỏa bóng trên đồi cao, suối vẫn hát lời nhớ thương chiều mến, hoa thắm tươi ngát thơm hương đồi, cây rừng ru anh yên giấc ngủ chiều Trường nằm đó. Hỡi người chiến sĩ sông núi ru anh mãi mãi yên lành, anh nằm đó cho đàn em nhỏ và báo chiến công sáng muôn đời sau như bài ca. Ơn người chiến sĩ hay Hải Phòng, quê anh nơi đâu, Vũng Tàu hay Đà Lạt hay thành phố mang tên người. Nói rằng Lê Nga là một ca sĩ rất đam mê về nghệ thuật, rất chịu khó học hỏi, cho nên cho đến bây giờ thì cô trở thành một dòng ca mà anh em chúng tôi gọi là chuyên nghiệp. Thì 25 năm qua, Lê Nga đã đóng góp rất nhiều cái nền văn hóa nghệ thuật của địa phương, và dòng ca của cô được rất nhiều người ái mộ và để lại nhiều ấn tượng rất là tốt đẹp với người nghe.
khó có thể kể hết những huân chương, huy chương vàng, huy chương bạc và các danh hiệu cao quý khác được trao tặng cho một đời ca sĩ đã cống hiến tài năng của mình cho đất nước. Với 55 năm tuổi đời, gần 40 năm làm ca sĩ, để có được một dấu ấn trong lòng công chúng như hôm nay là cả một quá trình phấn đấu, lao động nghệ thuật miệt mài của anh, của vợ chồng người nghệ sĩ này. Công Bằng là một ca sĩ đã có gần 40 năm gắn kết trong lĩnh vực nghệ thuật. Đặc biệt, gần 10 năm lập lại tỉnh đến nay, bằng cái vốn sống và kinh nghiệm nghệ thuật của mình, anh đã cùng tham gia dàn dựng một số chương trình ca múa nhạc đầy ấn tượng. Và cũng bằng kinh nghiệm và tâm huyết của mình, anh đã không ngừng tham gia biểu diễn và dìu dắt những cái thế hệ trẻ của đoàn nghệ thuật Quảng Trị trong gần 10 năm lại đây. Cuộc sống cũng có lúc gian nan, nhưng cái gia tài quý giá của người ca sĩ là tiếng hát. Cho dù đằng sau tiếng hát là nụ cười hay nước mắt, thì Công Bằng và Lê Nga vẫn ngân lên tiếng hát đầy khát vọng, vẫn chọn đời hạnh phúc trên những lời ca. Tiếng tha của lòng người yêu.